15S Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh YouTube của 15S Bình Dương nha. Bây giờ là 5:32 ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thì 15S cùng với tất cả các anh em YouTube sẽ cùng nhau dọn dẹp lau mộ cho cậu nha. Thì bây giờ 15S sẽ để tạm cái điện thoại ở đây. Bây giờ 15S sẽ mở cái góc rộng ra để thấy được toàn cảnh sáng nay, cũng như là đón bình minh ở trên mộ cậu luôn cho nó đẹp. Bây giờ thì 15S sẽ lấy mấy cây chổi bông cỏ ra. Dũng sĩ diệt vong là anh áo vàng mà anh. Cái đèn nào đèn lưu ly? Khỏi phải xử lý đồ bóng. Cái này là qua viên á, mà sừ á là kiểm tra lại là qua viên sẽ xử lý á. Ủa chú nói á, chú nói mà đây gì vậy? Chú nói mà lỡ bị sừ á. Ủa cái này test chưa anh? Hả? Cái này test chưa? Chưa. Cái này test chưa? Chưa. Chưa test hả? Cái đó là để quét á. Quét thờ chú á. Anh nghĩ là cái chỗ này, cái này phải để ấy nha. Ấy là gì anh? Ấy là để gì? Chỗ nào mà kiểu như là duyên để dành quét con thợ. Bên lát là mấy anh em mình sẽ làm cái này cho cậu nha. Làm gì? Cái chữ mà dù che xong xin gửi lại cảm ơn á. Ừ. Em cắt đề can rồi. Đề can mình dán lên. Dán lên xong rồi phun sơn lên là cho nó dính luôn. Phun sơn lên luôn hả? Phun sơn trực tiếp lên luôn. À, sau cái mình gửi đề can ra là nó in tại vì biết sao. Lúc đầu em nghĩ á, lúc đầu mình nghĩ em nghĩ là in lên tờ giấy nhưng mà sợ là sắp tới mưa là nó sẽ chảy giấy ra là nó hư luôn. Mới bắt đầu mình dán lại. Giờ mình làm em đây. Mình cắt chữ sẵn chưa? Xong hết rồi, giờ chỉ cần dán lên gỡ chữ ra thì sơn lên rồi. Okay. Là đẹp, bao đẹp luôn á. Tí mình làm luôn đi. Tí mình làm luôn. Tại vì quét dọn và lau mộ chú xong thì sẽ dán cái đề can để về cái dù á chúng chị. Khi mà bà con đến đây á thấy cái đó thì không có ngại. Thì để những chữ đó thì bà con biết có thể là ấy xong rồi sẽ để lợi theo quý chúng chị. Cái nhiều khi bà con tới là không biết đâu, nhiều khi anh em đứng không có đứng gì đó nữa bà con không biết. Mình in cái tờ giấy mình dán lên cũng được nhưng mà sợ mưa. Mưa vài bữa cái đầu nó rất. Ủa bình thường em nhớ anh Ngọc đi sớm lắm mà. Bên này bết phải không? Bết hả? Mệt. Mệt bết mấy hết. Ủa cái gì Đà Nẵng? Rất là đẹp luôn. Ở ngoài Đà Nẵng hả? Ừ. Chứ không phải trong này hả? Ủa còn dơ cơ. Đây là lau rồi đúng không?
Lao rồi thì mình lao lại. Hương cậu thì lao tới lao lưu thôi chứ gì đâu. À, cho em quét cái chỗ này đi anh, rồi mình vô. Rồi, ok anh đó. Quét này thôi, hốt đúng không? Hốt lại chứ. Hốt đúng rồi. Mình thấy ngay luôn. Chơi hàng gài ha. Chơi nhau. Nước nè, qua như đâu có mưa phải không? Hả? Qua mưa hả? Qua mưa buổi tối. Buổi tối hả? Đúng rồi, qua mưa buổi tối sáng anh qua anh còn kiếm cái đèn. Ủa? Ủa cái bà mấy cái nhang qua hôm qua mưa mưa buổi tối sao không ướt vậy quạt? Còn bữa nay không mưa sao? Mưa chiều hôm qua. Ủa kia. Kia còn qua là chắc nắng thì ngày nó mấy cái này là 2 ngày 4 ngày là được cũng được. Cái này quá không tốt. Không. Mấy con kia nữa kìa, mấy cái cây ngoài đó đó. Ê, có khi nào sắp tới họ phân lô ở khu vực này luôn không? Cho nên hôm nay dọn cái thùng rác. Còn cây chổi là bà xã. Anh Minh ơi, anh Minh có khi nào sắp tới họ phân lô bên đó luôn không? Tại vì hôm qua là dọn dọn bớt ba cái thùng rác đi qua bên kia anh thấy không? Em đang dự đoán á. Phân lô bán nền luôn. Anh Minh ơi, lao xong chưa? Lao xong rồi lát em lao lại nha. Lao tới lao lui. Ủa đem quét rồi hả? Ủa sao quét lại vậy?
Hello bà xã. Hey, hôm qua gia đình chú tôi còn lên viếng mộ á. Hình như là cũng mấy tháng rồi mình mới thấy ha. Đúng rồi. Anh chị đó chắc có là con của chú tôi còn ha. Đêm nay ai đưa em về đi, đường khuya sao mà trông bóng. Bữa nay nó bị lỗi tải hay sao? Sáng giờ tải lên có 2%. Tắt đi, tải lại. Ủa cái chổi em đâu bà xã? Dẹp lần đó đó. Để ở đây luôn đúng không? Mình đêm nay ai đưa em về. Bây giờ mình Lâm sẽ quay trở lại mộ của cậu Năm nha. Nãy giờ quét vòng vòng để xem coi hôm nay bình minh đẹp hay không. Ủa bà xã, bữa nay bình minh đẹp vậy, quá đẹp luôn. Trời ơi, nhưng mà anh xem trên điện thoại đẹp lắm. Có mây nhưng mà nhờ cái mây đó mà đẹp á em. À, hôm qua thì như các cô chú anh chị thấy ha, cô Lon mang đến một cái cây dù màu tím màu trắng nè, rất là đẹp luôn. Rồi, như vậy thì 15S sẽ cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị xung quanh đây nha. Ủa em thắp nhang xung quanh cho bà xã. À tí nữa mới đi đúng không? Trời ơi, bình minh quá đẹp luôn. Bình minh trên mộ cậu. Thì mình làm hết sẽ chụp cho tất cả quý cô chú anh chị xem nè. Trời ơi. À bình minh quá đẹp. À, đây là cái khung cảnh sáng nay. Thì các anh em cũng đã dọn dẹp lau mộ cho cậu xong rồi. À, thì đến đây thì 15S Bình Dương xin phép là tạm dừng video này. À, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.